Dạ em xin chào tất cả các anh cần thủ nhé. Chào mừng các anh đã quay lại với video mới của em. Hôm nay là ngày 23 tháng 4, video số 24 của em. Video này em sẽ lên một lô cần ISO carbon cho các anh, thích hợp cho các anh câu đơn, câu đài, sông, suối, hồ đều được cả. Hoặc các anh tháo máy ra, câu tay đều được các anh nhé. Đây, cần câu tay đều được, làm câu tay. Rồi anh nào đặt hàng vui lòng liên hệ Zalo. Số điện thoại em có ghim trên màn hình. Số điện thoại của em là 0356776692. Giá bên em báo chưa bao gồm phí ship là mỗi cây là 40k. Anh nào đặt trên 2 cây thì bên em sẽ bao ship cho các anh luôn nhá. Rồi hoặc là một cây chuyển khoản là sẽ được bao ship ạ. Rồi em xin phép lên con đầu tiên. Cây đầu tiên ạ. Rồi, cây này là dài 1m4. 44m50. Cây này dài 4m5, 4m rưỡi. Độ cứng của nó là 1,5 các anh nhá. Độ cứng 1,5. Đọt của nó là 10. Con này trọng lượng là 200g. Thu gọn của nó là 1,15 xăng. 1,15 nhá các anh nhá. 1m15. Rồi, em mời các anh xem. Con này của hãng Suzumi nhá. Bát Fuji luôn. Chất liệu là carbon. Đây, con này còn sáng nhá. Cái chạy xước nhá các anh nhá. Rồi, khoen nhỏ nhá các anh nhá. Đây, có 3 khoen chạy luôn nhá. Rồi đây, đọt đây ạ. Đây, carbon xoắn quăng luôn các anh nhá. Đây, carbon xoắn quăng. Đây, khoen nó đây các anh xem nhá. Rồi, cái này là mã số 1 giá là 550k. Mã số 1 giá 550k. Em xin lỗi, em vẫn giới thiệu là bên em hôm nay bán đồng giá. Mỗi cây là 550k, đồng giá 550k các anh nhá. Rồi, mã số 2 ạ. Mã số 2, cây này dài 4m5. Dài 4m5 các anh nhá. Dài 4m5, cây này đọt của nó là 0,9 ly. Trọng lượng là 160g. Thu gọn là 1,05 nè, 1m05 các anh nhá. 1m05. Rồi, em mời các anh xem nhá. Đây. Đây, con này ngoại hình của nó chạy xước nha. Không đáng kể nha anh các anh nha. Chất liệu vẫn ok. Vẫn lắm, rất là bền. Đây này. Đây. Có 3 khuyên chạy luôn nha. Rồi đây. Đọt 0,9 nữa. Đây, các bông sắn quăng luôn. Rồi, cái này mã số 2, giá 550k. Mã số 2 giá 550k. Cái tiếp theo. Cái này độ dài của nó là 5m4 các anh nha. Độ cứng là 2. 5m4, độ cứng 2. Cái này đọt là 16. Trọng lượng của nó là 275g. Cái này thu gọn là 1m05 các anh nha. 1m05. Rồi, em mời các anh xem. Đây, tay cầm của nó đây, có cuốn chỉ nè, rất là đẹp luôn nha. Tay cầm có cuốn chỉ. Rồi, tem mắt đầy đủ. Đây, đây tên hơi mờ tí nha. Đây, tên của nó đây. Rồi, Bát Fuji luôn. Rồi, ở đây nè, có chạy xước nhẹ nha. Chóc nhẹ nha. Rồi, đây. Đọt đây nè. Em mời các anh xem. Đây còn mới nha, đọt còn mới còn sáng nha. Đây. Đây ngoại hình bên trong đây ạ. À. Đây nước, dính nước nha các anh nha. Đây dính nước bụi nha. Đây, nói chung là ít chạy xước nha các anh nha. Rồi, cây này mã số 3 giá 550k, mã số 3 giá 550k. Rồi, em xin phép con lên con tiếp theo nhé. Cái này là độ chiều dài là 5m3, 5m30, độ cứng là 3. Cái này của Korea các anh nhé, Korea. Rồi, cái này đọt của nó là 16. Trọng lượng là 332g các anh nhé. 330g.
trọng lượng ba là 330 gram, thu gọn của nó là 1m2, 1m2 các anh nhé, thu gọn 1m2. Rồi em cho các anh xem đây, bát Fuji luôn đây, bên đây có nhám nè, đây thằng nó đây, tem bát đẹp nhá. Rồi đây nó bị nhám à. Rồi khen của nó đây, còn sáng còn mới đẹp luôn. Đây đọt của nó đẹp. Có ba khuyên chảy các anh nha. Đây sóng văng luôn, đây là bụi nha. Bụi ạ. Rồi cái này là mã số 4, giá 550k, mã số 4 giá 550k, rất đẹp luôn. Rồi anh nào đặt hàng vui lòng liên hệ Zalo và số điện thoại em có ghim trên màn hình các anh nhé. Cái này chiều dài của nó là 4m5, độ cứng của nó là 2 các anh nhé, độ cứng 2, đọt là 12, trọng lượng là 196 gram, thu gọn là 1m05 nhé, thu gọn 1m05. Đây cái này rất là đẹp luôn các anh nhé, màu vàng kem, trắng kem, xám đi kèm với màu xám nhá. Đây cây này bát Fuji luôn, đây tem mắt vẫn còn. Rồi mời các anh xem con này, thân ngoài ít chảy xước nè, đây bị chóc một tí nha. Đây là keo ạ. Rồi khen bát đầy đủ luôn, rất là đẹp nhá. Đây bên trong màu xám nè. Rồi bên trong rất là đẹp luôn các anh nhé, bên trong không chảy xước gì hết. Cái này là mã số 5, giá 550k, mã số 5 giá 550k. Cái tiếp theo các anh nhé, có cái này là 4m50, độ cứng là 1,5 nhé, độ cứng 1,5, khen bát luôn. Rồi đọt của nó là 10, trọng lượng của nó là 200 gram, thu gọn là 1m, thu gọn 1m nhé. Đây mời các anh xem, đây cây này rất là đẹp luôn nha, hoàn thiện rất là đẹp nha. Đây tem, đây tem mắt, đây là keo các anh nhá, keo bị chóc tí nha. Tem mắt của nó nè. Rồi khoen bát còn đẹp luôn, khoen còn đẹp luôn, sáng luôn, bị muối nhẹ ở trong nè, trên đây vài con này bị muối nhẹ nhá. Đây carbon xoắn luôn các anh nhé. Rồi cái này mã số là mã số 6, giá 550k, mã số 6 giá 550k. Cái tiếp theo ạ, cái này 4m5, độ cứng là 2, đọt của nó là 13, trọng lượng của nó là 196 gram, thu gọn là 1m05 các anh nhé, 1m05. Đây tem vẫn còn đẹp nhá, tên đây khen bát luôn, đây còn rất là mới các anh nhá, cây này còn rất là mới luôn, đây khen bát đầy đủ đây. Rồi đây bên trong là thân này, thân thứ hai nha, có chảy xước nhẹ, chóc tí nhẹ tí thôi nha các anh nhé. Rồi cái này rất đẹp, cái này là mã số 7, giá 550k, mã số 7 giá 550k. Rồi cái tiếp theo ạ, cái này là 5m4, độ cứng là 2, 5m4 độ cứng là 2, đọt của nó là 14, trọng lượng là 260 gram, thu gọn là 1m các anh nhé, thu gọn là 1m. Rồi đây em mời các anh xem cái này carbon xoắn, đây khoen đầy đủ các anh nhá, ba khoen chạy luôn. Rồi đây thì sức nhẹ đây các anh nhá.
Nói chung ngoại hình của nó không vấn đề gì với chất lượng nha, không liên ảnh hưởng gì tới chất lượng của cần. Rồi, cây này mã số 8 giá 550k. Mã số 8 giá 550k nha. Rồi, cây tiếp theo ạ. Cây này là 5m4 các anh nha, 5m4, độ cứng là 2. Đọt của nó là 16. Trọng lượng của nó là 270g. Cây này thu gọn là 1m nha, thu gọn 1m. Đây, tay cầm đây, có cuốn chỉ bên trong các anh nha. Rồi em mời các anh xem. Khoen bát luôn, Fuji luôn. Rồi carbon sắn nha. Đây là bụi mờ, đây là tên á, tên của nó bị mờ rồi các anh nha. Tên bị mờ rồi. Đây, tay cầm của bạn con rất đẹp luôn. Rồi, khoen bát của nó đây, khoen. Khoen vẫn còn đẹp, còn sáng, còn có keo, có tí keo ở cái phần này anh các anh nha. Đây đọt ạ. Đây, đọt thì chảy xước nhẹ bên trong thôi các anh nha. Đây là bụi, đây là nước bụi nha. Đây, ở đây có dính keo tí nha. Đây. Cạo là ra. Để tí nữa em sẽ cạo nó ra sau. Rồi. Rất là đẹp luôn, khuyên sắn rất là đẹp. Rồi, cây này là mã số 9. Giá 550k, mã số 9 giá 550k các anh nha. Cái tiếp theo. Cái này dài 5m4. Dài 5m4 nha các anh nha. Độ cứng là tầm 1.5 đến 2 đó. Độ cứng 2. Rồi, cái này đọt là 14. Đọt là 14 ly. Trọng lượng là 305g. Cái này thu gọn là 1m các anh nha. Thu gọn là 1m. Đây mời các anh xem, tem vẫn còn tên vẫn còn đẹp nha. Này, tem mắc vẫn còn đẹp đây. Phiền bát luôn. Rồi, ở trên đây có tên của nó bị mờ nha. Bay màu đó. Đây, carbon sắn luôn. Rồi, bát khoen nó đây ạ. Đây, khoen còn đẹp luôn. Không được sáng thôi. Khoen có tí dính tí keo nha các anh nha. Đây đọt đây ạ. Không vấn đề gì nhá các anh nhá. Đây, carbon sẵn. Rồi, cái này là mã số 10 giá 550k, mã số 10 giá 550k. Anh nào đặt hàng vui lòng liên hệ Zalo và số điện thoại em có ghim trên màn hình nhá. Hoặc các anh cần tư vấn cần hay là máy, các anh cứ kết bạn Zalo, app Zalo của em. Em sẽ tư vấn sâu cho các anh nha. Rồi, cái này 5m4, đọt, độ cứng là 3. 5m4, độ cứng là 3. Đọt của nó là 16. Trọng lượng là 295g. Thu gọn là 1m các anh nha. Thu gọn 1m. Em mời các anh xem nha. Đây, tem tên vẫn còn đẹp nha. Khen bát Fuji luôn. Carbon sắn nha. Đây, tên bị xước nhẹ nha. Đây, thân của nó nè, bị xây xước nè. Đây, thân của nó bị xây xước nha các anh nha. Xem kỹ giúp em nha. Rồi, đọt của nó đây. Đọt khoen đầu vẫn còn sáng luôn. Vẫn còn rất đẹp luôn. Đây. Có 3 khoen chạy nha. Đây. Thằng này là sơ xước nè, bị sơ xước nè. Đây, thằng này cũng vậy nha. Thằng bên trong nhiều hơn tí nha các anh nha. Đây. Rồi, cái này vẫn vậy, đồng giá. Cái này mã số 11 giá là 550k. Mã 11 giá 550k nha. Rồi cây tiếp theo các anh nha. Cây này 1m, 4m, 5, 5m4. Cây này 5m4. Độ cứng là 1,5. Độ cứng 1,5 nha. Đọt của nó là 14. Trọng lượng của nó là 350g. Thu gọn là 1m2. 1m2 các anh nha. Rồi, cây này là của China luôn, ISO Carbon của China. Cây này rất là đẹp luôn các anh nha, rất là chắc chắn. Đây, khen bát đây, còn sáng. Đây, tên mắt đầy đủ. Rồi, bị chóc sơn tí nha.
Rồi, đọt của nó đây à. Đây, có 3 khoen chạy nha. 4 khoen chạy nha, các anh nha. Đây ạ. À. Ít sơ xước thôi các anh nha. Sơ xước nhẹ thôi. Rồi, cái này là mã số, là mã số 12 giá 550k. Mã 12 giá 550k. Cái tiếp theo nha các anh nha. Cái này nhẹ nè các anh. Cái này 4m5. Cứng là 1. Cái này đọt của nó là 0,7. Trọng lượng của nó là 160g. Trọng lượng 160g. Cái này dài, đo thu gọn là 1m nha. Thu gọn là 1m. Rồi đây em cho các anh xem nha. Khoen bát Fuji luôn. Đây, cái này keo nhá. Keo dán tem nè, bị mắc nữa. Tên vẫn còn đẹp nhá. Đây, ít sơ xước thôi các anh nhá. Rồi đây đọt đây ạ. Đây. Rồi. Cái này là mã số 13 giá 550k, mã 13. Giá 550k. Tem vàng đầy đủ luôn nha. Cái tiếp theo. Cái này dài là 3m9 nha các anh nha. ISO carbon dài 3m9. Rồi. Cái này đọt của nó là 0,8. Trọng lượng của nó là 194g, 194g. Thu gọn là 75 cm. 75 cm nha các anh nha. Cái này ngắn nha. Rồi mời các anh xem. Đây, tem tên vẫn còn đẹp nha. Đây, bát đây vẫn còn mới sáng luôn. Rồi. Đây, tem vàng đầy đủ. Rồi, bát khoen nha. Khoen rất đẹp. Đây, cái đọt của nó đây. Rồi, đây. Có 3 khoen chạy các anh nha. Rồi, cái này là mã số 14 giá 550k, mã 14 giá 550k. Cái tiếp theo, cái này 3m6, 3m6 các anh nha. Cái này của Korea, Korea. Đây, khoen bát đây. Cái này đọt là 12. Trọng lượng là 170g. Thu gọn là 1m nha, thu gọn 1m ạ. Đây em mời các anh xem. Đây, tem vàng đầy đủ nha. Tên này à. Đây. Cái này ngoại hình là ít sơ xước nhẹ nhá. Đây, cái này cạo ra được rồi. Rồi, bát của nó đây, khoen đây. Đây, có 4-3 khoen chạy nha. Đọc đây nhá. Rồi, cái này là mã số 15 giá 550k. Mã 15 giá 550k các anh nha. Rồi, cái tiếp theo à. Cái này rất là nhỏ luôn. Đây, thân của nó rất là nhỏ nha. Thân đầu nè, tay cầm nè, rất là nhẹ. Cái này 3m, dài 3m, độ cứng là 1 các anh nha. Độ cứng 1 ạ. Tem mắt đầy đủ luôn. Rồi, cái này đọt là 13. Trọng lượng là 110g. Thu gọn là 1m các anh nha, thu gọn 1m, cái này còn rất sáng đẹp luôn. Còn rất sáng đẹp luôn các anh nha, tem đây. Rồi, đây, khoen vàng luôn, khoen màu vàng luôn nha, vàng trắng các anh nha. Đây. Đây, mời các anh xem nha. Cái này rất là đẹp luôn nha. Câu máy, câu tay đều được. ISO carbon. Rồi, cái này mã số 16 giá 550k. Mã 16 giá 550k. Rồi, cái tiếp theo ạ. Cái này là 5m4, độ cứng là 1 nha các anh nha, độ cứng 1. Đọt của nó là 10, trọng lượng của nó là 210g. Thu gọn là 1m nha, thu gọn 1m ạ. Rồi, em mời các anh xem. Đây, phần này đây. Có nhám đi nha. Đây, tên bị mờ. Sơ xước nhẹ nha.
các bông sắn luôn. Đây, đọt đây, đọt rất là đẹp nha, màu nè. Rồi, có ba khuyên chạy luôn. Đây, bên trong thì nó ít sơ xước, nó chỉ có bụi thôi nha các anh nha. Rồi, cây này là mã số 17, giá 550k. Mã 17 giá 550k. Bên em hôm nay xả đồng giá luôn các anh nha. Anh nào đặt hàng vui lòng liên hệ Zalo và số điện thoại em có ghi trên màn hình nha. Số điện thoại của em là 0356776692. Rồi cây tiếp theo ạ. Cây này 5m4, độ cứng là 1 nha. Rồi cây này đọt là 12, trọng lượng là 226g. 226g. Cây này thu gọn là 1m ạ, 1m các anh nha. Đây, thân của nó đây, bị sơ xước nhiều nha. Đây, tạm được nè. Đây, khuyên bát Fuji luôn. Coi cây này là carbon sắn da ca, vảy cá nha. Vảy cá các 3D các anh nha. Vảy cá 3D. Rồi, siêu star. Rồi, đọt của nó. Đây, khuyên đây. Còn rất là ok luôn, chất lượng luôn các anh nha. Đây, vảy cá ạ. À. Vậy cá 3D các anh nha. Đây bên trong bụi sơ xước nhẹ nha các anh nha. Rồi cái này là mã số 18 giá 550k. Mã 18 giá 550k. Rồi con tiếp theo ạ. Cây tiếp theo. Cây này dài 4m4. ISO 4m4. Đọt là độ cứng là 2. Độ cứng là 2. Đọt là 12. Trọng lượng là 180, thu gọn là 1m15 các anh nha, 1m15. Rồi em mời các anh xem. Cây này vẫn còn sáng đẹp nha các anh nha. Sơ xước nhẹ thôi. Rồi, đây khoen của nó đây. Khoen nữa đó của nó dính keo tí nha. Rồi, đây ạ. À. Có ba khoen chạy luôn nha. Đây, cặp các bông xoắn luôn. Rồi, cây này là mã số 19 giá 550k. Mã 19 giá 550k. Rồi, cây cuối cùng ạ. Cây này 5m3, độ cứng là 1,5. Độ cứng 1,5. Khuyên bát Fuji. Cây này đọt là 13, trọng lượng là 270g. Thu gọn là 1m15. Thu gọn 1m15 các anh nha. Rồi, em mời các anh xem. Đây, thân cái phần này đây, vẫn còn rất là đẹp luôn nha. Ở đây dính keo nha, dính keo. Rồi, đây, cái tem mát của nó bị xúc nè, bị chảy nha. Đây, các anh xem. Rồi, nói chung thân hình của nó còn đẹp, ít sơ xước. Rồi đây, tới phần khoen đây. Cái phần đọt ngọn của nó bị muối ăn tí nha. Muối ăn nhẹ tí nha. Rồi, có 3-4 khoen chạy luôn nha. Khoen chạy đây nha. Rồi đây, bên trong này, bên trong rất là đẹp luôn các anh. Bên trong sáng đẹp luôn, không sơ xước luôn. Rất là đẹp. Rồi, cây này cây cuối cùng, mã số là mã số 20. Giá là 550k các anh nha. 550k, đồng giá hết. Rồi, em đóng hàng, em sẽ đi kèm nắp chụp cho các anh luôn nha. Cây nào cũng đều có ạ. Rồi, cảm ơn tất cả các anh đã xem hết video của em. Ủng hộ em một like, một lượt đăng ký. Hoặc các anh giúp ủng hộ em chia sẻ giúp em nhé. Thương giúp em chia sẻ. Đừng có quên bấm thông báo để đón những video mới tiếp theo em sẽ ra các anh nha. Rồi em chào tạm biệt các anh. Chúc các anh một ngày vui vẻ. Chúc các anh đi cầu may mắn nha. Rồi tạm biệt ạ.